thật sự là toàn thịt là thịt thôi. Anh ơi, nhìn này, em bóc kinh điển luôn anh. Kinh điển luôn. Toàn thịt luôn mọi người ạ. Quá ngon luôn. Mời tất cả mọi người nha. Anh em mình ăn giao lưu cái. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với đấy, bé mồm thôi. Tức là mình hôm nay đã chuẩn bị được một thùng tôm hùm, vừa mua được một thùng tôm hùm. Bây giờ đang đi tìm thằng Mao Đệ để xem là khi nó thấy tôm hùm thì nó sẽ phản ứng nào nhá. Căn bản là lâu ngày nó không được ăn tôm hùm, thèm. Đây này, buổi sáng này, hôm nay là ăn sáng này, bữa ăn sáng này. Đây, cho mọi người xem này, toàn tôm là tôm kinh điển luôn nhá. Trời ơi, mình đặt từ tối hôm qua nhá mà tôm vẫn sống này. Đấy, giải cứu tôm hùm đấy. Giải cứu tôm hùm cam danh thông qua bạn Phúc Hải Sản nhá. Thôi bây giờ nói ít thế thôi, mình phải đi tìm Mao Đệ cái đã. Ây da, ui da, Mao Đệ ơi. Ui, Mao Đệ kìa. Ấy, làm gì ấy? Em đi câu. Ui giời, ra cho xem cái anh này đi đâu này. Đây, cho xem cái này. Cái gì? Ăn sáng chưa? Chưa. Chưa ăn sáng à? Đi câu về để nấu cháo đây. Đi câu về nấu cháo không cần thiết. Đây. Tên. Ui. Kinh chưa? Sao mà nhiều thế? Hả? Anh Phúc Hải Sản lại gửi lên cho à? Không, ta vừa mới đi giải cứu tôm hùm cam danh. Giải cứu tôm hùm á? Tôm hùm gì mà giải cứu? Đấy. Ui, xả lắm thế. Giải cứu tôm hùm cam danh thông qua nhờ Phúc Hải Sản. Đấy, nhiều lắm. Nào, phê không? Thấy phê chưa? Sao? Phê chưa? Tao nói từ tối hôm qua đấy, sáng nay ra cho mày ăn sáng đấy. Này. Vẫn còn sống từ hôm qua mà vẫn còn sống á? Ui giời. Anh điều. Từ hôm qua làm gì sống được? Đây. Ui. Vẫn đây. Còn sống ngày này à? Đấy, ui giời nhiều lắm. Trời. Mày bữa ấy. Hôm nay cho mày ăn phê đã mồm nhá. Gọi là bữa ăn sáng gọi là ngoài đồng chất nhất vịnh Bắc Bộ nhá. Sao nhiều đấy anh? Thì giải cứu tôm hùm cam danh mà. Đấy. Thế anh lấy đâu nhiều tiền đấy? Dạo này nó rẻ mà, rẻ lắm. Rẻ á? Nói chung là mọi người mà muốn ăn tôm hùm cam danh giải cứu ấy thì cứ liên hệ bạn Phúc Hải Sản nhé. Số điện thoại mình để trên màn hình ấy. Tại vì sao mình hay ăn của bạn Phúc là vì thứ nhất là bạn ý lấy trực tiếp từ cam danh ra. Đấy. Rẻ. Rất là rẻ. Đấy, đây. Ui chà chà. Đấy. Con này vẫn ngoài ngoài này. Điện thoại mình để trên màn hình nhá. Được tặng kèm nước chấm với lại rất nhiều kìa. Mà ai muốn ăn hải sản, tất cả các thể loại cua hoàng đế hay là kia thì cứ có thể liên hệ bạn là Phúc Hải Sản nhá. Đấy. Hiện tại là hôm qua bạn ấy vừa làm một lô hàng tôm hùm cam danh. Tối hôm qua. Chuyển. Đấy. Đây. Ui đây còn thôi đi. Đưa cho đây cả thùng ra. Thế tối hôm qua em xuống bán bia cho không có. Cho mày ăn sáng nhá. Ấy, ê. Ngon nhé. Cầm giấy báo đi, cầm giấy báo đi. Lót luôn. Thì ăn thì đang dưới đây. Anh làm gì đấy? Trong lúc đợi nước sôi xả đấy, anh em mình chơi phát này này. Anh đừng có bảo là ăn gỏi đâu trong mạng nhé. Sao biết? Nhớ đâu nó mặn thì sao? Ta cho mày thử. Đây nhá, bây giờ nhá. Làm luôn chấm nước chanh, khoan, chén luôn. Máu đấy. Chơi không? Chơi đấy. Em trên trời chỉ bởi em không ngán một con gì. Bây giờ cắt bớt tiết ra đã. Chén luôn cả tiết. Chén luôn tiết á? Ok. Anh cứ lột vỏ em thử chén nào. Úi giời. Ây da. Thịt đấy. Ây da. Đây. Ây da. Thịt rất là đậm nha mọi người nhá. Úi. Nào. Úi trong đây. Đây thịt này. Úi. Trong đây thịt này. Cái này để hấp đây. Lại nhá. Đây. Tách vỏ cho mày nhá. Vâng. Chơi luôn. Ây, căng quá đấy. Gọi là trong lúc đợi nước nó sôi, anh em mình vừa nghĩ ra một món mới. Em nghĩ là ngon đấy, tại vì con tôm bình thường còn ngon, ăn cái con tôm này còn ngon hơn nhỉ. Anh nhỉ? Thì thử mới biết được, không phải nghĩ, bây giờ mình thử là biết ngay. Điên lào của đấy. Bà. Bà đi cắt cỏ à? Bà. Vâng, bà ăn tôm không bà? Bà ăn tôm hẻm không? Cái phin đấy. Cháu ăn thử con này làm không à? Ui, con này con... Cứ cắt ra nó khó đấy nhở? Hay là nó kia?
Không, người ta dính. Phải cắt đấy. Cắt kiểu gì? Cắt dọc sống lưng ấy. Dọc sống lưng á? Nào. Mày à bưởi. À ừ đúng rồi. Cắt này nó phải biết kiểu mọi người ạ. Em xem trên mạng suốt rồi mà chưa được ăn sống này bao giờ đâu. Phải cắt dọc sống lưng thế này này. Đấy, đúng rồi. Chuẩn bài rồi, chuẩn bài rồi. Đây đúng bài rồi. Đấy. Được tách cái này ra. Ôi giời. Đấy, ấy ôi. Tách chân dần, ăn chân dần. Tách chân dần. Anh tách hai cái vảy này đi xong rồi em thử. Ấy à, ủa nó dài lắm. Thế thì dài lắm nhỉ. Ấy, đây. Mình không biết tách. Mình chỉ chuyên tách chín bên này tách sống. Đấy. Chín á, con bé này người ta bóp cái được. Đây. Chuẩn bài, chuẩn bài. Chuẩn cơm mẹ nấu. Nấu thế thôi. Rồi đây. Đây. Đây, báo đệ sẽ thử trước nhá mọi người. Báo đệ review. Nào. Anh đưa nước ngoài nó dừng vào. Hả? Xem phết đấy. Chấm với chanh này. Cho tái. Mày chấm đậm thế này. Cắn một nửa thôi, để tắt một nửa đi. Thì em cắn ít mà em làm tái đã. Không cần tái nhiều đâu. Đúng rồi, tôm này nó ngọt đó. Tôm này nó ngọt, ăn sống ngọt. Nó ngọt à? Hôm qua vừa ăn gỏi cá, hôm nay ăn gỏi tôm. Vâng, tất cả mọi người nha. Ăn thử con tôm sashimi. Tôm sống. Ui. Mọi người thấy phê không? Ngon cực luôn. Đó. Mềm mát. Mày cắn gì mà đậm thế? Cắn vừa đấy chứ. Mình sẽ thử Đây là em không cắn hết đâu đấy. Mình sẽ thử nhá. Ngon cực. Đã. Tách ra. Ngon lắm em. Ngon lắm. Tách ra. Mày em lấy ra đấy. Bây giờ mới biết kiểu tách sau khi gọi là gì nhỉ? Đừng cắn hết. Gọi là thử hả? Đừng cắn hết. Rồi. Ngon lắm. Đúng rồi. Ui mày cắn lên trông đạt thế. Răng thưa. Răng em thưa nè. Răng lỗ chỗ trên cắn. Trên không. Wow. Mời mọi người nhá. Ui ngon nhỉ. Ui dồi ôi. Chứng không? Ừ. Ngon lắm. Mát mát nhỉ. Ừ. Mát mát mà thịt thơm. Ngon. Ngon. Tuyệt vời mọi người ạ. Hai miếng nữa cắt đôi đi. Cắt đôi. Cắt đôi nha. À. Ôi. Chuẩn không? Chuẩn. Chuẩn đấy. Chị ơi bị chuẩn luôn đấy. Ngọt thế. Ui khó bách thật đấy. Đây này. Bạch lúc này. Bạch ra này. Con này ngon lắm. Đấy. À đây đây. Cứ thế này mà chén. Đấy. Anh bóc em đoạn này vâng. Đây cho mày luôn cái này. À. Ê không nhưng mà cái của ta to hơn. Đâu? Điều. Thế anh ăn gian à? Mày ăn gian đấy. Đây. Mắm này. Ai giống như này. Chanh. Nước chanh này. Đấy. Ngâm lâu à? Không, đừng có ngâm lâu, nó mất vị rút. Không mất vị đâu. Đừng có ngâm lâu. Không bao giờ mất được vị. Đừng có ngâm lâu, nước chanh quá. Đấy. Đừng có ngâm lâu, nước chanh quá. Rút vào nước chanh đi. Chấm. Đây này, quệt. Đây này, đấy. Chấm vào cái nước này, xì dầu một tạt này. Ừ. Wow. Ngon quá mọi người. Ấy, nước sôi, nước sôi. Nước sôi, nước sôi. Bây giờ mình sẽ làm món chai nha mọi người đã. Muốn nấu lắm quá. Xả thuyền đi. Thì anh bảo em cho xả vào này con. Bảo xả thơm thế, các bạn gì đâu. Đấy. Đấy, cho vào đây. Đúng là cái ui ẩm quá. Dãy à? Nó dãy. Thế nó nở. Ôi nó kêu kẹt đấy. Nó mùng kê. À ừ. Chuẩn. Nó kêu kẹt kẹt. Mình không biết. Nói chung là. Mà tôm hôm nào nó cũng kêu thế mà anh. Ừ, chả biết được. Nói chung là ai mà thích ăn hải sản thì cứ liên hệ bạn Phúc mình để số điện thoại ở trên màn hình nhá. Đấy. Giải cứu, giải cứu tôm hùm này ấy, phải thông qua gọi là người gần như là bản địa ấy, thì nó sẽ rất là rẻ. Đấy. Chứ mùa mấy quán khác là chết. Ôi giời.
Chết rồi. Một nồi siêu đầy luôn chú. Ngon đấy. Đấy. Anh cho cả chị Báo này. Rồi. Bia. Đổ bia lên trên chứ. Anh dạ, dạ. Rồi, có rồi. Tao đổ hết thùng dưới rồi. Đã lắm đấy. Bây giờ chỉ có đợi thôi mọi người ạ. Lâu lắm rồi em chẳng được ăn cái món này cả. Thế tao mới mua ra cho mày ăn sáng đấy. Xanh điệu thế. Gọi là bữa ăn sáng quách nhất Việt Nam. Huỳnh cá chàng. Cho nước chấm ra. Ngấm à? Ngấm kẹo à? Ê, má này cay, cho chín rồi đấy. Úi ngon đấy. Ôi trời ơi. Ui nó nhìn nó co quặt này. Ôi trời ơi mọi người ơi. Nó ôm mông ôm đít. Mọi người ơi, mọi người ơi. Quá ngon. Bữa ăn lâu sáng rồi em chưa được ăn đấy. Bữa ăn sáng quách nhất Việt Nam. Ui tí nó phải đả căng mồm. Con này nó đơ người luôn này. Con này rúi rúi trắng. Ui trắng này tiên này tiên này. Wow. Cứ bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Hôm nay anh em mình sẽ ăn theo sáng theo một cách đặc biệt, tí nữa mọi người sẽ biết. Chưa ăn vội đấy, đừng ăn vội, sẽ thưởng thức một cách đặc biệt hơn. Nào. Ui. Đó, sang đây. À. Đây là hôm nay anh em mình sẽ ăn tôm hùm. À giải, hôm nay anh em mình sẽ giải cứu tôm hùm theo phong cách gọi là Dubai. À, không phải Dubai mà gọi là gì nhỉ? Là gì? À. Ui. Đúng là bây giờ kiểu như là bây giờ tôm hùm nó đang bị treo lủng lẳng này, anh em mình sẽ cứu nó. À, nào cứu đi em ơi. Giải cứu luôn. Giải cứu đi. Cứu em nhá. Đây mọi người. Sao đây kéo này. Em ra đây. Đây này. Không phải kéo. Ui này, nhìn này. Cái gạch này. Ui, làm sao hút được cái đây này. Wow. Đây này. Phải giải cứu thế kiểu này. À. Mà đây. Này. Ngọt lắm mày ơi. À, ui. Gạch nó ngon lắm. Vâng. Đấy. Mình vừa chẳng yếu à. Mình vừa mới gọi là tạo một pha giải cứu kinh điển mọi người ạ. Ấy, thấy chưa? Mình đã cứu được một em và đây là em nó này. Mình sẽ cắt hẳn ra cho mọi người xem nhé. Giải cứu. Cứu ngon luôn nhá. Giải cứu tôm hùm. Ui giời. Dễ bóc hơn lúc sống thật. Quá ngon. Ui trời ơi, nó chặt thịt này mọi người. Trời ơi. Đây. Mọi người chờ tí. Đây, chờ trong giây lát. Ui thịt nó chặt này. Ui. Trời ơi. Này. Thật sự là toàn thịt là thịt thôi. Anh ơi, đi này, em bóc kinh điển luôn này. Kinh điển luôn. Tan thịt luôn mọi người ạ. Trời quá ngon luôn. Mời tất cả mọi người nha. Anh em mình ăn giao lưu cái. Ngọt. Ngọt lắm mọi người ạ. Trời ơi. Ăn sáng cái này chả mấy mà chết đâu mọi người ạ. Ăn trong chết luôn. Ngon quá. Thịt nó quá đặc. Quá giòn, quá thơm, quá ngon, quá ngọt, quá là quá luôn đấy. À, đây mới là giải cứu tôm hùm Cam Ranh này. Đã giải cứu ấy là gần như là phải mua tận tay những người nông dân. Đấy. Ngọt quá. Mình đặt ở bạn Phúc Hải Sản là đã chuyển từ tận tay những người nông dân đến anh em mình. Đấy. Ai ngờ muốn giải cứu tôm hùm hay là kia giá cực kỳ mềm. Cứ anh này, anh Nguyễn Văn Phúc này. Nguyễn Văn Phúc, mình để Facebook với số điện thoại ở dưới comment nhé. À, để luôn số điện thoại trên màn hình cho mọi người dễ nhìn luôn, dễ thấy luôn và dễ mua nhất. À, trời ơi. Và hải sản, cứ các loại hải sản, tôm hùm Alaska này, cua Alaska này, các thể loại tôm hùm rồi hải sản ngoại nhập hay kia, bạn Phúc có hết. Mọi người muốn ăn thì cứ alo. Thì nó chắc lắm mọi người ạ. Mấy cái loại tôm hùm đều hoa ngộp á. Đợt anh em mình đi ăn Hà Nội nhỉ. Ăn ngộp, ăn cho trường cho thối. Đây mới ngon này. Mấy nhà hàng không ăn thua lắm. Mình cứ mua về tận tay sống này, về chế biến ấy. Sống về đến nhà là dãy.
Ngọt. Ngọt. Các bạn cứ mua tận tay về tự mình chế biến lúc mà nó còn đang dãy đành đạch ấy, có thể đánh được tiết canh ấy. Đúng rồi. Thì ngọt. Anh em mình quên làm món tiết canh ấy. Quên. Ui chà. Ngon nha. Khai 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 quật cái đầu đi. Ui, cái đầu nó húp gạch. Ui, chua, chua, chua. Béo lắm. Ngon ngon. Ui này, thịt nó đến tận đuôi luôn này. Dính nhá nhỉ. Thịt nó dính vào luôn 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 đấy này. Ui trời, thấy chưa? Kinh điển không? Quá nhiều thịt luôn, không ngờ luôn đấy. Đây, tận trong này luôn này. Trời ơi. Gạch nó béo kinh điển luôn mọi người ạ. Hết sạch. Ngon cả gạch quăng ghế luôn. Ngày trước em sợ gạch ngói nhưng mà em thích ăn gạch của anh ạ. Trời ơi. Nhìn cái đầu nó, mình húp hết gạch rồi nhá. Bây giờ bắt đầu mình chạy khai quật cái đầu. À, lấy cái này ra. Anh ơi bóc cái này đi em ơi. Ngon quá, đang thưởng thức ạ. Lột cái này kiểu gì ấy nhỉ? Lột gì ấy? Cắt ra. Lột cái gì? Lột cái này này. Đây. Không phải. Khai quật trực tiếp luôn. Nào. Wow. Mở cửa ra. Cho anh nắng vào nhà. Đấy, thấy chưa mọi người, thấy chưa? Ui, thịt nó này, lên tận râu này. Khiếp không? Ui ui, rách mất thịt rồi này. Cái râu nó này. Đấy. Ui, này. Mà trong này gạch này. Chà chà. Ui. Ngày xưa hay xem TikTok Trung Quốc cái kia ấy. Ui, bọn nó ăn kinh điển. Chô bơ. TikTok Trung Quốc ấy này. Ăn khoái nhỉ. Ui này, thịt nó đến tận càng à. Đến tận gọi là dâu như thế này thì phải nói là mọi người mà mua độ tầm 2 con thôi. Đây này, mọi người xem gạch này, gạch này. Nhớ. Gạch người mày húp hết rồi còn đâu mà nhớ. Em húp hết rồi còn vẫn còn. Voilà. Đấy, đừng để kéo xuống đất rồi gác lên đây này. Mặc dù nó không bẩn lắm nhưng mà nó mất vệ sinh. Sạch mà. Chà chà. Mình sẽ khai quật cái dâu cho mọi người xem nhé. Thôi rồi ấy, lượm ơi ấy. Béo rồi ấy. Này. Trời, thịt nó trong cái dâu vẫn rất là nhiều nhé. Ui. Cứ chén chén cái này. Đấy trước đã. Đấy. Nó béo nhờ, em chỉ thích ăn gạch thôi anh ơi. Ui à. Hả? Ăn gạch ngon lắm. Còn chưa hết thịt. Gạch ngon lắm, ta chưa khai quật đến đấy. Em mới khai quật đến đây nè. Mới gạch, khai quật hết gạch rồi. Đấy. Vẫn chưa hết cái dâu. Ui thịt ra tận đây. Ui, khí thế. Cứ thế đem cái kẹp kẹp của ăn hải sản này đi ấy. Bóp, em mượn cái kéo đấy. Bóp bọp phát là nó vỡ ra như kiểu ăn ăn ghẹ. Cắt thứ nè. Đấy. Đấy, đến đây mới hết thịt nhá. Đây. Đến đây mới hết thịt. Ui. Đấy, tút phát ra này. Trời. Wow. Đó. Tiếp tục đến khai quật đến cái đầu này. Đã bảo không để kéo xuống đây. Không được gì. Đây. Không được gì. Đây mọi người này, xem cục thịt càng à. Của cái khẩu càng này, cái dâu đấy. Cũng nắc luôn nhá. Này, tan thịt không này. Ê, chưa không? Không? Đây này, mày không biết khai quật đầu nó phải như thế này. Chắc thấy chưa? Thấy chưa? Trời. Toàn thịt là thịt. Chắc tính biển luôn. Cứu tôi với. Giải cứu tôi đi. Vâng. Tâm An đang giải cứu bạn đây. Đây. Tam Mao TV chúng tôi đang nhận nhiệm vụ ăn thịt tôm hùm, giải cứu tôm hùm. Mình phải nói là thịt nó quá nhiều luôn mọi người. Này, riêng cái phần thịt đầu nó này. Ui giời. Toàn thịt là thịt, thật thế này luôn đấy. Đây. Từ đầu tao vừa bóc phát này rồi đấy. Ui này, thịt này. Húp gạch giao lưu không? Húp gạch giao lưu không? Rồi. Lại thịt tiếp nè. Phải nói là cái con này. À, húp gạch giao lưu à? Có. Ui xù. Hết sảy. À, húp đây.
Đây. Vẫn ngon. Má lại cá định dạ mình nút cái đuôi. Ta lại bả nó rồi. Vẫn chưa hết thịt ở cái đầu nha mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ khai quật tiếp đến phần bên dưới. Ừ, bỏ mang đi nhá. Bỏ mang đi này. Nói chung là sẽ review cho mọi người đầy đủ cái con tôm hùm. Bên này là bên dưới cái phần gạch này. Tôm hùm chê. Đấy. Đâu, tôm hùm xanh. Xanh à? Nói chung là cũng ngon hết mọi người. Tôm hùm xanh, tôm hùm chê, tôm hùm bông, tôm hùm baby, tôm Alaska. Vẫn ngon hết. Tôm biển. Cực kỳ ngon. Đây là tôm hùm mà cam này, ranh. Đây là cái chân nó này, một nửa chân của nó mọi người này. Chính xác là giải cứu tôm hùm cam ranh. Mọi trong, trong đấy, là đấy. Phải nói là quá kinh điển luôn, thịt nó từ từ đầu đến chân, từ đến chân đến càng, từ càng đến các thể loại này nọ. Đây, thịt đây này. Đây. Úi chà chà chà. Ngon nhỉ? Quá là đẳng cấp mọi người. Quá ngon. Không ăn thì hơi phí. Mọi người không ăn cái này quá lâu. Anh nhỉ? Số điện thoại mình để đây là góc đây. Góc bên nào nhỉ? Hai bên góc màn hình ấy, mình để số điện thoại, mọi người muốn ăn thì cứ gọi nhá. Rẻ, rất rẻ, đang giải cứu rất là rẻ. À, một cân thịt bò được một con này. Hả? Một cân thịt bò được một con này. Quá là tầm. Thế ăn con này sướng hơn. Ngon hơn nhiều mọi người. Quá này. Anh biết ăn chân này kiểu gì không? Ăn kiểu gì? Nhìn nhá. Cái càng này ẩy ra đi thì còn lãng mạn. Đấy này này. Nào. Đấy. Siêu phết đấy. Em hãy xem người ta ăn mà. Đấy, tao không bóc được kiểu đấy. Anh kém á. Đấy. Đấy này. Chung là thịt từ càng đến chân, từ chân đến đầu, từ tất cả mọi thứ đến đây. Đến đây này, thịt đến tận đây luôn nhá. Ngồi. Mình không biết bóc nhưng mà để đây, hình như thế này. Đúng rồi, đây. Ấy. Đấy. Nó còn đến tận đây cơ. Quá nhiều thịt luôn. Ngon nhỉ. À tí nữa em phải gom chuông về cho chó. À, kéo nó hóc nhá. Không, làm canxi. À ừ đúng rồi. Xương. Nấu cháo, à sướng, làm gì có sướng? Đấy. Đấy là sướng à? Bỏ. Tấm lại ăn quá ra luôn. Quá đặc cơ. Ui, cái phần này hơi bị lâu lâu, tí nữa mót lại. Giải cứu tiếp theo. Và lượt giải cứu tiếp theo mình sẽ dành cho em tôm hùm cam danh này một gọi là đặc ân. Gọi là đặc ân, tức là xẻo chỗ nào trước nhỉ? Xẻo đuôi. Ừ. Đây. Đấy em giải cứu con đấy trước à? Từ. Rồi, cứ thế này này. Ui giời. Đúng rồi, khệch phát. Khệch phát. Ấy, thấy chưa? Thịt nó đây. Ui trời ơi, trắng bông. Con... Ui gạch 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 gạch. Gạch gạch. Đây, nhìn mọi người nhìn gạch đây. Máu đệ, máu đệ. Đó. Gạch 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 gạch. Nào há mồm. Nào nào nào, từ từ. Phải. Đấy, đúng rồi nào. Ui ui ui. Đổ 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 mất. Nào nào. Nào, lại đây, phải ngửa ngửa ngửa. Đấy, thế đấy. Ấy, húp húp nó mới ra. Không có. Đây, đây này. Nhưng mà nó đặc ở trong nó ấy. Nó đặc, húp mới ra, không nó rơi mất. Đấy, húp đi. Em nè. Ui. Ui mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người ơi. Ui, phát gặp phát, u chà. Ê, mấy tôm hùm này nó đặc nhé. Nó đặc, lại cái trong thì ăn gạch xuống lắm. Anh ơi, mình phải giải cứu cái gạch nó trước. Thấy trên mạng người ta bóp cái này được, anh bóp cho em được không? Bóp gì? Bóp mà. À đấy. À, siêu phết nhỉ. Đó. Để tao thử xem. À, đây là cái bóp tôm mọi người ạ. Đây này. Chuẩn luôn. Anh thấy em khám phá không? Ừ, mày hay xem phết đấy nhỉ. Mau đệ tín đồ ăn uống. Thế nên hôm nay là mình đã chuẩn bị cho Mau đệ một điều bất ngờ đấy. À. Đấy, đấy. Chuẩn, nghe không, nghe không? Chuẩn, chuẩn. Quá đẳng cấp luôn đấy. Đúng, chuẩn bài đấy, chuẩn bài mọi người. Bóp, bóp, phát nó vỡ vỡ cái này ra này. Đấy, là thịt nó ra cả cục này.
Trời ơi. Chẳng hâu hâu luôn. Nó giòn này. Nó giòn giòn. Nó sật sật. Sật sật, ngon ngon, thơm thơm. Ồ, béo béo ngậy ngậy. Ô trời. Nói chung là không biết tả như thế nào mọi người. Cắn một phát ngập răng. Đó.